Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba ngày 19 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơ La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc hội Văn hóa Du lịch năm 2022 bản tình ca Sơ La luôn phá Bằng. Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy thăm trung tâm điều dưỡng người có công, công. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Tối qua, 18 tháng 7 tại thành phố Luang Prabang, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, tỉnh Sơ La phối hợp với tỉnh Luang Prabang tổ chức khai mạc ngày hội văn hóa du lịch năm 2022 với chủ đề bản tình ca Sơn La Luang Prabang dự khai mạc có các đồng chí khăm khẩn chăn thạ vi xúc ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bí thư tỉnh trường tỉnh luông pha băng đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đồng chí nguyễn văn thắng ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh điện biên Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Luân Phố lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên và Lai Châu, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, đại diện các tổ chức và doanh nghiệp của tỉnh Sơ La và tỉnh Luân Phố Băng cùng đông đảo du khách và người dân Luân Phố Ngày hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa hai tỉnh nhằm tăng cường liên kết hợp tác phát triển văn hóa du lịch giữa hai tỉnh, hai quốc gia đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá hình ảnh con người mảnh đất Sơn La thân thiện, sản phẩm du lịch độc đáo khác biệt, bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc. Phát biểu khai mạc ngày hội đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu các tỉnh tới tham dự ngày hội. Đánh giá cao công tác phù hợp giữa tỉnh Sơn La và Luông Pha Băng tích cực chuẩn bị tổ chức ngày hội. Đây là dịp để hai tỉnh tăng cường liên kết phát triển du lịch, thúc đẩy quảng bá tiềm năng thế mạnh của hai tỉnh liên kết vào khu vực và quốc tế. Qua ngày hội, có phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai tỉnh Luông Pha Băng và Sơn La nói riêng, giữa hai đảng, nhà nước, Lào và Việt Nam nói chung, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Kính chưa các đồng chí, Cuộc tổ chức lễ hội văn hóa và du lịch đem chủ đề bản tỉnh ca Sơn La Long Pha Bang năm 2022 giữa tỉnh Long Pha Bang và tỉnh Sơn La, tầm nhìn rất tốt để tăng cường liên kết và hợp tác về sự phát triển du lịch giữa hai tỉnh, hai nước là sự thúc đẩy truyền thống, quảng cáo về du lịch của hai tỉnh để liên kết vào khu vực và quốc tế. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân, các dân tộc tỉnh Sơn La, đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, Ngày hội là dịp tôn vinh, quảng bá và giới thiệu với nhân dân các dân tộc trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế, một cách tổng quát, nét đặc trưng văn hóa, du lịch đặc sắc của nhân dân các dân tộc hai tỉnh Sơn La, Luông Pha Băng. Đây cũng là dịp để hai tỉnh Sơn La, Luông Pha Băng tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế xã hội và mở rộng hợp tác phát triển trên lĩnh vực văn hóa và du lịch trong thời gian tới. Ngày hội văn hóa du lịch năm 2022 bản tình ca Sơn La Luông Pha Bang sẽ được diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 năm 2022. Đây cũng là sự kiện để tỉnh Sơn La quảng bá hình ảnh miền đất con người thân thiện, các giá trị lịch sử và giá trị văn hóa dân tộc tiêu biểu, đậm đà bản sắc, các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của tỉnh Sơn La. Đây cũng là dịp để hai tỉnh Sơn La Luông Pha Bang tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế xã hội và mở rộng hợp tác phát triển trên lĩnh vực văn hóa và du lịch trong giai đoạn 2022-2025. Điểm nhấn trong đêm khai mạc ngày hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Bản tình ca Sơn La Luông Pha Băng với sự tham gia của hơn 100 diễn viên là các nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên của hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Băng được tổ chức với quy mô hoành tráng kết hợp ánh sáng âm thanh hiện đại, sáng tạo thể hiện qua 9 tiết mục hát múa ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam Lào anh em, giới thiệu về mảnh đất và con người cùng những di sản tiềm năng văn hóa du lịch của các dân tộc đang chung sống trên mảnh đất Sơn La và Luông Pha Băng. Đêm khai mạc khép lại trong vòng xoè đoàn kết, khắc ghi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Băng. Ngày hội văn hóa du lịch năm 2022 diễn ra tại thành phố Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tham quan không gian văn hóa du lịch, tham quan du lịch thực tế ảo 360 độ, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng qua các hoạt động văn hóa dân gian, trải nghiệm du lịch Sơn La Luông Pha Băng qua những bức ảnh đẹp, ấn phẩm du lịch của hai tỉnh, tìm hiểu sản phẩm ô cốp, thưởng thức ẩm thực của đồng bào các dân tộc. Sáng nay, ngày 19 tháng 7, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã chào xã giao lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng. Tiếp đoàn có đồng chí Khăm Khẩn Chan Thạ Vi Súc, ủy viên trung ương đảng, nhân dân cách mạng Lào, bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng. Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Hữu Đông cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La sang thăm và dự kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Lào và 45 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đồng chí Cam Khẩn chăn Thạ Vi Súc nhấn mạnh, chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định tình cảm gắn bó keo sơn, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị như anh em một nhà của các thế hệ lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang. Đồng thời qua chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển giữa hai tỉnh trên các lĩnh vực theo biên bản đã ký kết. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu chu đáo của đồng chí Bí thư tỉnh trưởng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Luông Pha đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã thông tin nhanh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh Sơn La. Nhấn mạnh mong muốn trong thời gian tới tỉnh Luông Pha Bang sẽ quan tâm chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Sơn La trong phát triển du lịch, hỗ trợ để thúc đẩy hợp tác kinh tế của cả hai tỉnh, nhất là lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa Sơn La và Luông Pha Bang. Tiếp đó, hai đồng chí bí thư tỉnh ủy đã dành thời gian trao đổi về định hướng hợp tác phát triển của hai địa phương cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Sơn La trân trọng mời đồng chí Kham Khẩn, Chan Thạ Vi Súc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Luông Pha Bang sang thăm tỉnh Sơn La vào dịp sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, Sơn La và tỉnh Luông Pha Bang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có nhiều điểm tương đồng trong văn hóa, điều kiện vị trí địa lý, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Chính vì lẽ đó mà Sơn La và Luông Pha Bang đang đẩy mạnh kết nối xúc tiến phát triển du lịch giữa hai tỉnh với vị trí địa lý là trung tâm của vùng tây bắc và tiềm năng tài nguyên du lịch phong phú đa dạng sơn la đang sở hữu những tài nguyên du lịch thiên nhiên với tiềm năng to lớn có thể tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn đối với các nhà đầu tư các du khách trong và ngoài nước đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung sơn la đang từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh theo đó, định hướng phát triển các dòng sản phẩm thế mạnh là du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí và cuối tuần. Du lịch văn hóa, du lịch tham quan danh lam thắng cảnh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao mạo hiểm, khám phá, du lịch tâm linh. Đây cũng là định hướng phát triển du lịch của tỉnh Luông Pha Băng đang xây dựng để đưa địa phương này trở thành điểm đến ưa thích khi đến với đất nước Lào chúng ta thấy cái sự tương đồng về văn hóa có những cái nét văn hóa rất là đặc sắc giữa Sơn La và Luông Pha Băng. Đây là một cái uh, tiềm năng hết sức là lớn để mà chúng ta phát triển du lịch và giữa Luông Pha Băng và Sơn La cũng có những cái tài nguyên du lịch và những có những cái điều kiện tự nhiên tương đồng. Cố đô Luông Pha Băng, một miền đất giàu bản sắc văn hóa của Lào, một thành phố cổ kính và bình yên với những điểm du lịch tâm linh đặc sắc như bảo tàng cung điện hoàng gia hệ thống chùa chiền cổ kính, các thác nước hoang sơ hùng vĩ cùng nhiều điểm đến hấp dẫn khác đang đánh thức tiềm năng phát triển du lịch của cố đô. Trong chuyến thăm và làm việc của Sơn La lần này là cơ hội rất lớn để kết nối hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh và tôi hy vọng trong thời gian tới ngành du lịch của hai tỉnh sẽ có thêm nhiều bước tiến mới ở đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Sơn La đến thăm các điểm du lịch của Luông Pha Băng để chúng ta có thêm định hướng trong việc xây dựng các tour du lịch của Sơn La và Luông Pha Băng. Với tiềm năng phát triển du lịch của hai tỉnh, Sơn La và Luông Pha Băng dự kiến sẽ hình thành các tour du lịch kết nối giữa các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam với Lào và ngược lại, trong đó có Sơn La và Luông Pha Băng, đồng thời thu hút các doanh nghiệp hai bên đầu tư đánh thức tiềm năng du lịch của các địa phương. Vào chiều nay tại tỉnh Luang Pha Băng sẽ diễn ra hội thảo liên kết phát triển tour du lịch Sơn La Luông Pha Băng năm 2022 với sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp hai bên nhằm định hướng kết nối thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai tỉnh. Cũng trong sáng nay ngày 19 tháng 7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sai Sủm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức tọa đàm trao đổi công tác xây dựng hội giữa hai bên trên tinh thần hữu nghị, hợp tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau tại buổi tọa đàm, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sai Sùng Bun đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi tỉnh, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động hội và thống nhất các nội dung hợp tác. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền cán bộ, hội viên về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, nhà nước, nhân dân hai nước và tổ chức hội cựu chiến binh, trao đổi phương pháp tổ chức hoạt động của hội cựu chiến binh từ cấp tỉnh đến cơ sở, là điều kiện tốt nhất trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt bộ đội, dân công hỏa tuyến và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại đất nước Lào nói chung và tỉnh Say Sùm Buôn nói riêng. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong chỉ đạo phát triển kinh tế hộ gia đình của hội viên, đặc biệt là kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ và việc xây dựng quỹ giúp đỡ gia đình hội viên có khó khăn ở cơ sở vận động cựu chiến binh của hai tỉnh thường xuyên phối hợp với các lực lượng các ban ngành tích cực tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc tham gia giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương Sáng nay, ngày 19 tháng 7, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, ngành tư pháp cả nước đã nỗ lực phấn đấu tập trung triển khai toàn diện đồng bộ kịp thời các nhiệm vụ, trong đó tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác thường xuyên năm 2022. Công tác xây dựng và phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm chú trọng. Công tác thi hành án dân sự, nhất là việc xử lý các vụ việc phức tạp kéo dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và án tín dụng ngân hàng tiếp tục được lãnh đạo các cấp, các ngành liên quan quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt. 6 tháng đầu năm đã thi hành xong trên 348.490 việc đạt tỷ lệ 64,3% tăng 0,42% so với cùng kỳ năm 2021. Về tiền, tổng số phải thi hành trên 332.984 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành hơn 175.874 tỷ đồng, đã thi hành xong trên 52.166 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý, hòa giải ở cơ sở, công tác xây dựng ngành, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học pháp lý, công tác hợp tác quốc tế về pháp luật tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả. Chiều ngày 18 tháng 7, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh. Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có chức năng tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe, thực hiện chế độ chính sách tiêu chuẩn đãi ngộ của nhà nước đối với người có công thuộc phạm vi quản lý thăm hỏi và động viên các đồng chí thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang điều dưỡng tại đây, đồng chí Lò Minh Hùng đã thông tin các hoạt động của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và các hoạt động của Đoàn công tác của tỉnh đến dân hương viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào và nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm. Đồng thời mong muốn các đồng chí yên tâm điều dưỡng có nhiều sức khỏe để tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên đóng góp, hiến kế xây dựng quê hương tỉnh Sơ La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Lào Minh Hùng đã trồng cây lưu niệm tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh. Sáng nay, ngày 19 tháng 7, Công an tỉnh Sơ La đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022 và vinh danh điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Sơ La. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thành phố cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ. 60 năm qua, cùng với lực lượng cảnh sát nhân dân cả nước, trải qua các thời kỳ, lực lượng cảnh sát nhân dân Công an Sơn La đã lập nhiều chiến công, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2017-2022, lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Công an Sơn La tập trung làm tốt chức năng tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm đạt 91%, tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt 92,2%, trọng án đạt 100%. Chủ trì xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, ma túy, phát hiện bắt giữ trên 5.400 vụ với 8.071 đối tượng, thu giữ trên 300 kg heroin, 150 kg thuốc viện, hơn 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp, 30 kg ma túy đá và nhiều tăng vật liên quan. Trên các lĩnh vực điều tra giải quyết án về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, công tác kỹ thuật hình sự, thi hành án hình sự, mỗi cán bộ chiến sĩ công an Sơn La luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó mùa thu hoạch xoài thường vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 hàng năm. Tuy nhiên năm nay, sản lượng xoài khu vực thành phố sụt giảm khá lớn. Nguyên nhân từ đâu? Mời quý vị cùng phóng viên STV tìm hiểu tại xã Trường Ngân, nơi được xem là vùng trọng điểm trồng xoài của thành phố. Thành phố Sơn La có hơn 880 ha xoài, chủ yếu là các giống xoài tượng da xanh, xoài Úc, xoài Đài Loan, tập trung tại xã Trường Ngân, Trường Sôm, phường Trường Sinh với tổng sản lượng khoảng 6.000 tấn. Nhiệm vụ 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Quả xoài được bà con chủ yếu bán lẻ cho người tiêu dùng khu vực thành phố. Bước vào vụ xoài năm nay, dù thị trường có nhu cầu khá lớn, song nhiều diện tích xoài không cho hiệu quả như kỳ vọng. Năm nay thì nó do hoa đầu mùa thì rất là tốt, nhưng mà đúng dính mưa axit là tháng 2, ngày 19 tháng 2 ấy, là làm hỏng hết cuống hoa quả nó không đậu có đậu quả thì nó cũng chả lớn được toàn là quả kẹ. Gia đình ông Cà Văn Phóng ở bản phường xã Trình Ngân có trên 1.000 gốc xoài. Những năm trước thu hoạch từ 8 đến 10 tấn quả, thu nhập được gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay gia đình ông Phóng đã thất thu. Quả xoài có hoa nhưng mà lại không không đậu quả. Nó quả quả non quả quả nhỏ không không to được. Ờ, à, loại toàn quả, quả nhỏ hết. Cho nên là gia đình bị bị thất thu. Trên thực tế cho thấy xoài là cây trồng dễ tính, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của thành phố Sơn La. Tuy nhiên theo đánh giá của các cơ quan chức năng, chất lượng giống xoài của bà con trồng chưa thực sự bảo đảm. Tuy đã được các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn về quy trình trồng và chăm sóc xoài, song nhiều hộ trồng xoài trên địa bàn thành phố không áp dụng đầy đủ các quy trình kỹ thuật. Nhiều hộ gia đình còn trồng theo phong trào, một số diện tích trồng xen với các loại cây ăn quả khác. Do đó khó khăn cho việc chăm sóc đặc biệt là người trồng xoài trên địa bàn thành phố chưa áp dụng phương pháp bao trái. Ngoài ra, diễn biến cục bộ của thời tiết cũng ảnh hưởng đến năng suất chất lượng xoài của thành phố, theo đó chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của các đơn vị thu mua. Cái chất lượng xoài của xoài của thành phố thì trong những năm gần đây thì về chất lượng mẫu mã thì quả xoài nó không được tốt do là bà con chưa áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cái quy trình sản xuất như là kỹ thuật cắt tỉa, kỹ thuật bón phân, đặc biệt là cái bao quả cho quả xoài. thì tới đây trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố sẽ tổ chức các cái lớp tập huấn hướng dẫn cho bà con về cái quy trình kỹ thuật chăm sóc cây xoài. để sản phẩm trái cây nói chung, sản phẩm xoài nói riêng của thành phố khẳng định được vị trí và thương hiệu đối với thị trường và người tiêu dùng với mục tiêu phát triển vùng trồng tập trung, phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, nâng cao chất lượng nông sản nói chung. Thiết nghĩ cấp ủy chính quyền thành phố cần quan tâm và có chiến lược phù hợp, tránh tình trạng sản xuất phụ thuộc vào thời tiết và được mùa mất giá, được giá mất mùa. Tiếp theo là tin cảnh báo mưa rông trên phạm vi tỉnh Sư La. Hiện nay qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và rông ở các huyện Bắc Yên, Phú Yên, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ. Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và rông cho các huyện kể trên, sau đó lan sang các huyện Sông Mã, Xúc Cộp, Mường La, Mai Sơn và thành phố Sơn La. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Chương trình thời sự trên nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh: Thành phố Sơn La 23 đến 34 độ. Thuận Châu 24 đến 36 độ. Quỳnh Nhai 24 đến 36 độ. Mường La 25 đến 39 độ. Mai Sơn 23 đến 34 độ. Sông Mã 24 đến 36 độ. Sóc cục 24 đến 36 độ. Bắc Yên 23 đến 34 độ. Phú Yên 25 đến 39 độ. Yên Châu 24 đến 38 độ. Mộc Châu 22 đến 31 độ. Vân Hồ 22 đến 31 độ.